Thủ Đức liền cốt cả nhà. Thì cái này đã tầm hai mùa mấy hết rồi, tất cả các cái mắt bo ghép em sáng vô cho khách thấy nha. Cái bo ghép là nó đã liền cốt 100% và lô này là lô này đa số là cái loại này là đế thú không nha cả nhà. Cành nhánh thì em đôn cho nên là nó ra cũng rất là ok rồi. Cái loại này chúng ta về lấy bo được liền và sẽ chơi Tết rất là ok luôn nha. Rồi và đây tiếp tục là cây này là cây Tân Châu nhưng mà hết rồi. Rồi đó cả nhà nhìn thấy đa số là để thú không nha. Đó cành nhánh thì như thế này đây. Về chúng ta lấy bo thì loại này em bán với giá chỉ có 150 ngàn một cây thôi. Nếu chúng ta lấy 3 cây thì em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn nha. Rồi em quay một đám này cho khách xem luôn nha. Đây cành như thế này đó. Tùm xum xê hết nha cả nhà. Rễ thì nói chung đa số là đẹp, rễ liền cốt 100% nha. Rồi và xin mời cả nhà chúng ta hãy vào xem cái nha. Đây cả nhà, giảo xiên rượu của vườn mai nhà em thì cây sinh trưởng rất là khỏe mạnh cả nhà nhìn thấy ha. Còn cái bộ rễ thì tất cả đều xử lý rễ hết nha cả nhà. Đó, đây đang ra rễ, đang ra một cơ đọt nữa nè. Cả nhà nhìn thấy cây nó sinh trưởng rất là mạnh nha. Cái này giờ chúng ta lấy bo rất là ok luôn. Thì loại này em bán với giá là 125.000 một cây. 3 cây thì em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn nha. Rồi và tiếp tục nữa cả nhà ơi. Qua bên này đi. Rồi bên này chính là giống Quý Phi nha cả nhà. Đây, cả nhà nhìn cúc Quý Phi này là của anh Quang Tống ha. Đó, cái lô này cực kỳ đẹp nha. Rễ thì nói chung là cũng xử lý hết. Và đặc biệt là nó đang ra một cái cơi đọt nữa. Cây sinh trưởng rất là khỏe. Thì loại này bông chùm không nha cả nhà. Bông chùm không. Bông chùm luôn á. Đó, loại này em bán với giá 150 một cây nha. 150 một cây về chúng ta có thể lấy bo được liền luôn nè cả nhà nhìn thấy ha. Đó, rồi cả nhà, loại này thì em bán 150 cây, 2 cây bao xíu cho chúng ta luôn nha. Cúc hoa hồng thanh tú nha. Rồi xin mời cả nhà chúng ta cùng xem ha. Đây cả nhà, cái cây này thì cao khoảng 2 tấc đi lên nha. Nói chung cây sinh trưởng nó rất là khỏe. Loại này thì cái đọt nó khi non nó sẽ đỏ mà khi già nó sẽ lá màu xanh như thế này nha. Loại này em bán 350 một cặp, em bao ship luôn nha cả nhà. Đó, rồi em quay một đám cho khách coi nha. Rồi và tiếp tục bên đây chính là cái giống cúc không nhỉ, cúc hoàng quý không nha cả nhà. Rồi đây em sẽ quay cho cả nhà mình cùng xem. Cây bên vườn mai nhà em là bao chuẩn giống nha. Và đặc biệt là nó cây của nó phát triển rất là khỏe. Đây cao khoảng 1 gang tay của em. Giá 250 ngàn một cặp, em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn nha. Cái này về chúng ta có thể lấy bo được liền á cả nhà. Đó, rất là đẹp nha. Rồi đó. Nó đã tuần chậu luôn rồi nè. Cả nhà thấy không? Em sát sao mà nó tuột ra luôn rồi nè. Rồi đó là cúc không nhị hoàng quý không nha. Rồi và tiếp tục nữa cả nhà, đây là chính là cái lô cúc họ Hương nha. Rồi em sẽ quay cho chúng ta xem cúc họ Hương thì cái lô này tương đối rễ rất là đẹp, cây thì nó không cao lắm nha cả nhà, tầm khoảng 2 tấc thôi nhưng mà rễ đẹp lắm cả nhà nhìn thấy nè. Loại này là 100.000 một cây, 3 cây thì em cũng sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn nha. Đây là cả nhà đó, cây nè. Rồi 300.000 3 cây bao ship nha. Rồi và tiếp tục bên đây là nhánh giảo bạch kim nha cả nhà. Đó, cái loại này thì non thì nó sẽ lá như màu hồng hồng, khi già thì nó sẽ cẩm thạch và sau đó nó sẽ màu xanh nha. Và cái bạch kim này là hoa màu vàng nha cả nhà, nó 5 đến 12 cánh nha. Là loại này bán 200.000 một cây. Rồi tiếp tục xin mời cả nhà hãy cùng theo bước em nha. Rồi đây chính là cúc 150 cánh cả nhà. Chỉ giá là 80.000 một cây thôi nha. 3 cây em bao ship và 10 cây em sẽ tặng hộp cho. Và cái loại này nó là cúc 150 nha cả nhà. Giá chỉ 80.000 một cây thì đa số cái rễ nó đều xử lý hết. Tuy nhiên là do nhiều quá thì tụi em không có mơ rễ ra hết nha cả nhà. Cây này cao chưa tới gang tay em. Giá 80.000, 3 cây bao ship, 10 cây tặng hộp nha. Thì nếu mà ai thích cái màu vàng ở trong vườn mai nhà mình rồi mình muốn sưu tầm thêm một cái giống cúc cam nữa, cái màu cam của nhà Rod, thì đây chính là cây cúc cam nha. Tầm khoảng 2 mấy đến 3 mấy cánh cả nhà. Thì giá là 100.000 một cây, 3 cây cũng sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn nha. Đó, đây là cúc cam ạ. Rồi và bên đây chính là cúc họ Hương,
loại này thì dạng ghép rút nhớt về để chúng ta lấy bo làm giống thôi ha. Loại này cao khoảng 1 gang tay em là giá 80.000 một cây. À, 3 cây cũng sẽ bao xíu và 10 cây sẽ tặng hộp cho chúng ta luôn nha. Rồi, hãy cùng em ghép rút em nữa nha. Rồi, và đây chính là giống cúc tư lông. À, cúc này thì nó nổi tiếng là hoa nó to, và nó to nhất trong các loại cúc á cả nhà. Cây cao hơn 1 gang tay và loại này đã già rồi, chúng ta về lấy bo được liền luôn ha. Một cây cũng được vài bo nha cả nhà. Loại này em bán với giá là 100.000 một cây nha. 3 cây cũng sẽ bao xíu cho chúng ta luôn. Đó chính là cúc tư lông. Rồi, bên thêm một giống nữa đây cả nhà, đó chính là cúc 7 tầng hay còn gọi là cúc tiên ong nha. Cao khoảng hơn ngang tay em, cây nó như thế này nè. Giờ chúng ta có thể lấy bo được liền luôn nha cả nhà. À, lấy cũng được một ít bo, sau đó chúng ta đơm ngắn lại nó sẽ bắn tàn ra nha. À, em không bấm ngọn, lý do là em muốn để dài như thế này nè để cho chúng ta về lấy bo cả nhà. Rồi, giá là 250.000 một cặp, em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn nha. Rồi, bên đây còn bên đây nữa. Bên đây chính là cái giống dảo đao cúc nha. Đó, cây này rất là khỏe mạnh nè cả nhà, nó đang ra thêm một cái cơ đọt nữa nè. Đó, giá thì chỉ có 90.000 một cây thôi, 3 cây em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn nha. Đó chính là dảo đao cúc nha cả nhà. Rồi, thêm gì nữa đây, còn rất là nhiều giống nha. Rồi, bên đây chính là giống cúc chị đỏ. Cúc chị đỏ, cái loại này gốc tương đối lớn nha cả nhà. Đó, loại này là củ nở không nè, cao hơn 1 gang tay của em nha, thì giá là 125.000 một cây. 2 cây thì em cũng sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn nha cả nhà. Loại này là về lấy bo được liền luôn nha. Rồi, và bên đây là một cái giống nữa bên vườn mai của chiếc chè bông, đó chính là cúc vip hay còn gọi là cúc tri kỷ. Thì loại này tầm khoảng 30 mấy cánh nha cả nhà, cây cao khoảng 1 gang tay của em. Cả nhà nhìn thấy em bấm ngọn để cho nó nhảy ra cái đợt mới nè cả nhà, thấy không? Rồi, giá 80.000 một cây, 3 cây mau xíu luôn nha. Còn nữa nha cả nhà. Còn bên đây. Rồi, và đây chính là giống cúc đào xanh. À, cúc này bông rất là đẹp, bông nó to và bông chùm luôn ha. Loại này thì sinh trưởng rất là khỏe, loại này 100.000 một cây, 3 cây em cũng sẽ bao xíu cho chúng ta luôn nha. Đó chính là cúc đào xanh nha cả nhà. Cúc chùm này, cúc chùm của Bình Định nha. Cả nhà nhìn thấy cái mắt lá nó khít như thế này nè. À, như vậy thì bông nó ra rất là chùm chùm luôn cả nhà. Loại này em bán 250 một cặp bao ship luôn nha. Rồi cả nhà ơi, đây thêm một giống nữa, đó chính là cúc hoàng hậu. À, ngoài quý phi ra chúng ta còn có hoàng hậu nữa nha. À, thì cái loại này em bán với giá là 250.000 một cặp. Hoa của nó thì cũng rất là đẹp cả nhà. Đó, cây như thế này về lấy bo được liền luôn ha. 250.000 một cặp nha. Đó, cây sinh trưởng rất là khỏe luôn nè cả nhà. Rồi, nếu mà ai thích giống nào thì xin hãy liên hệ trực tiếp bên vườn mai của chiếc chè bông nha. À, rất là mong, rất là cảm ơn quý khách đã theo dõi cái video của chiếc chè bông, và cũng rất là mong được sự ủng hộ của cả nhà nha. Xin chào tạm biệt.